Vâng, kính chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, thì cũng có rất nhiều bác thắc mắc là từ Mixua UGX10 và Mixua UGX20 thì nhà sản xuất đã nâng cấp những cái gì và nâng cấp những con chip gì và thay đổi những cái gì từ UGX10 lên UGX20 la mã. Vâng, thì hôm nay thì cũng có hai bác, tự nhiên lại cũng có hai bác cũng rất là tò mò và cũng yêu cầu là em tháo chiếc mic UGX10 và UGX20 ra để mà so sánh. Thì em đã tháo hai chiếc đầu mic này ra. Vâng, và bây giờ em xin kính mời các bác ngó qua một lượt nữa, xong em sẽ chỉ thật là rõ ràng nó sự khác biệt ở đâu và không khác biệt ở chỗ nào. Vâng, kính thưa các bác có thể thấy từ dây này, dây của UGX10 này, dây của UGX20 này rất là giống nhau phải không ạ? Vâng, ngay cả bên này, dây UGX20, dây UGX10 như nhau, nó là một. Vâng, và đây các bác xem hai hai chiếc con trỏ này, các bác xem bên này cũng rất là giống nhau ạ. Vâng, từ đây hai chiếc tụ điện đây và bên này cũng hai tụ điện đây. Em sẽ cho máy cao lên một chút và đây các bác có thể thấy đây y xì giống giống y xì như nhau luôn phải không ạ? Đó, vâng, và em nhìn qua một lượt thì em thấy hai cái bảng mạch này là không không khác nhau, không có gì gọi là khác nhau cả. Đây các bác có thể thấy đây là của UGX10 này và UGX20 này, phải không ạ? Không có gì khác nhau cả. Đây, các bác có thể nhìn thấy ở em sẽ để như này thì các bác sẽ dễ nhìn hơn. Đây, hai chiếc, đây cũng hai chiếc và đây, các bác có thể nhìn thấy đây. Đó. Vâng, và sự khác biệt của nó thì không phải là ở những con tụ, con những dòng mạch ở đây, mà sự khác biệt của nó thì là ở phía trước này. Đây các bác có thể nhìn nhìn thấy những con bọ này của UGX20 và con này của UGX10. Vâng, UGX10 thì nó nằm ngang và UGX20 La Mã thì nó nằm dọc. Đấy. Và ở những vị trí dây thì cũng khác nhau và hệ thống nút cũng khác nhau, được thiết kế khác nhau. Vâng, và đây các bác có thể nhìn thấy những chiếc chiến áp đây được hướng ra ngoài, được hàn hướng ra ngoài và đây những chiếc chiến áp của UGX10 thì được hàn hướng vào bên trong. Vâng, hai dòng sản phẩm này thì chỉ khác nhau ở những mặt trước, những vi xử lý bảng mạch của nó ở phía trước thôi, chứ còn những bảng mạch xử lý tiếng mic và cắt chống hú dít mic ở bên
trong này thì gần như là được giữ nguyên và không có thay đổi gì. Dạ vâng, video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được dừng lại tại đây, và các bác nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những chia sẻ mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Các bác có ý kiến hay là có những thắc mắc gì thì các bác hãy comment bên dưới. Vâng, em kính chào các bác.